Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu trở lại thăm Võ Thị Dung ở phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, ở Do Chành. Thì hôm nay thì có chị Lam Thị Liên ở Thị Sĩ hỗ trợ 4 triệu giúp cho Dung điều trị bệnh, vì căn bệnh của Dung bác sĩ chẩn đoán là bú giáp đa nhanh, tăng điền đường huyết, hành sốt. Hoàn cảnh của Dung thì vô cùng khó khăn, nuôi mẹ già và chồng thì hiện giờ giáp khác như thất nghiệp, thu nhập rất bấp bênh. Ngày xưa thì Dung đưa đò, nhưng mà đò thì đã hư, ghe đã mục, một người đi chỉ có 2.000 mà thôi, mà phải chèo qua sang sông. Thì mang căn bệnh này Dung không còn đi làm nữa, vì bệnh thì một ngày một nặng, không có tiền chữa trị, bú thì hành sốt. Thì qua bài đăng của Dương Hậu thì cũng được chị Lam Thị Liên và Thị Sĩ hỗ trợ 4 triệu giúp cho Dung điều trị tiếp, nếu không sẽ nguy cơ đến tính mạng. Đây là việc làm công đức ngàn lượng. Dương Hậu cũng xin cảm ơn chị Lam Thị Liên luôn giúp cho quê hương Dương Hậu. Dương Hậu sẽ ghi nhận mãi trong tâm, hy vọng rằng được cộng sự với chị tặng giúp biết bao nhiêu người khó khăn quê mình. Dung ơi, hôm nay Dung khỏe không? Em cũng khỏe nó sẽ. Dạ, à, hôm nay chị Liên bà Thị Sĩ có hỗ trợ 4 triệu ha. Em cảm ơn chị Liên nhiều lắm đó, chị Liên. Cái chúc coi, con qua trao 4 triệu đi con. Rồi đây là 4 triệu của chị Lam Thị Liên ở Thị Sĩ ha, xin mời Dung. Em cảm ơn chị Liên nhiều lắm đó, chị Liên. Hồi nào giờ em chưa cầm được số tiền 4 triệu. Dạ, em bệnh. Cảm ơn chị Liên nhiều lắm đó, chị Liên. Thôi em cầm số tiền này, tôi mua thuốc và mua gạo để trong gia đình. Vì cuộc sống lúc nào cũng khó khăn, hy vọng rằng khó khăn này sẽ qua đi, những gì tốt đẹp cho đến gia đình luôn. Dương Hậu cũng xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn chị Liên. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.